Áp lực lớn nhất của ta đó là ta ngủ, mà ta không tìm được con đường giải phóng cái ngủ, thì đó là áp lực. Vì vậy chơi cũng thấy áp lực, chứ không phải là đi làm. Còn nếu đi làm mà có công việc làm quần quật, mà bên cạnh có người chỉ cho mình cách, thậm chí chửi cho mình cách, để cho mình gì ạ, bớt ngu, thì đó là điều tuyệt vời, chứ ai gọi là áp lực. Còn chẳng qua là bạn định nghĩa sai áp lực của tôi thôi. Và thưa với bạn, không phải ngẫu nhiên ngày hôm nay tôi có đâu chuyện này đâu. Tôi kể cho bạn, năm 2010 tôi vào Sài Gòn, tôi gặp một ông anh tỷ phú, lúc ấy tôi mới phá sản. Bạn có biết tôi làm thuê cho anh ấy trong vòng 6 tháng trời, thì mất 3 tháng cứ chiều đến là 5 giờ chiều anh ấy về, và tôi pha một ấm trà, hai anh em ngồi uống nước từ 5 giờ đến 7 giờ chiều tối. Anh ấy chửi tôi như chó, tôi dùng từ như chó. Anh ấy thì là người quá hiểu biết. Anh ấy chửi tôi ròng rã 3 tháng. Và nên nhớ, khi vào đấy tôi có một cậu đệ đi theo. Và tất nhiên là tôi, như tôi là cũng ra ngoài xã hội là cũng không dám làm chửi tôi ngu. Nhưng anh ấy chửi tôi phải ngậm tâm lại. Và chửi hết một tuần đầu thì cái cậu đệ của tôi ấy, cậu bảo là: "Anh ơi, cái ông này làm sao mà trí tuệ bằng anh được, mà ông ấy coi anh không ra cái gì. Em nghĩ là không nên nghe ông này. Ông ấy chỉ coi ông là nhất, còn ông quá khinh thường anh em mình. Thôi nghỉ đi anh ạ. Ông nghĩ đừng làm cho ông ấy nữa." Tôi bảo mày nín ngay. Tất cả những thứ họ chửi mình đều đúng, và ta cần được nghe những cái thứ này. Và nên nhớ là tôi nghe 3 tháng ròng rã, chiều nào cũng bị chửi, mà chửi như chó chứ không phải chửi như người. Và sau 3 tháng đó, trí tuệ của tôi đột phá. Và đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất mà tôi được trải qua. Thế thì có gì đâu mà áp lực. Ngu nó mới là một áp lực vĩnh cửu. Còn nếu người ta gây áp lực cho mình để mình hết ngu, thì đấy chỉ là áp lực tạm thời. Và nếu có được cái áp lực tạm thời như thế thì cuộc đời chúng ta may mắn, chứ đâu có phải bất hạnh. Bất hạnh nhất là ngu vĩnh cửu, thì đó là áp lực cả cuộc đời, áp lực trong vô lượng kiếp chứ không phải trong kiếp này. Rồi à, tôi chúc bạn biết cách để định vị đâu là áp lực, đâu là hạnh phúc, để sống có giá trị hơn, để thăng tiến về mặt trí tuệ của mình hơn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam. Nhân siêu Việt Nam có điểm gì đặc biệt? Đào tạo dựa trên triết lý nhà Phật cân bằng 3 yếu tố của một con người: thân, tâm và tuệ. Tâm khởi, tuệ sáng, thân hành. Mỗi con người để phát triển bản thân, tăng tuệ, tâm tốt, thân giảm hưởng thụ. Đa phần sinh viên hiện nay dành nhiều thời gian để vui chơi, hưởng thụ, thời gian rèn luyện và học tập ít. Còn tại trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam được đào tạo theo mô hình quân đội, đảm bảo sự cân bằng và phát triển tốt 3 yếu tố: thân, tâm và tuệ. Rèn luyện phần thân, trong 24 giờ học sinh sẽ được sinh hoạt đều đặn từ sáng đến tối để rèn luyện thói quen tốt, kỷ luật tốt và hành động tốt. 5:30 thể dục buổi sáng, 7:00 ăn sáng tại nhà ăn, 8:00 học chương trình hệ cao đẳng chính quy, 12:00 nghỉ ngơi và ăn trưa, 14:00 học chương trình kinh doanh thực tiễn, 16:30 học võ thuật,
19 giờ ăn tối và xem thời sự, 20 giờ đọc sách tại thư viện và thuyết trình, 22 giờ 30 vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Việc sinh viên không được học tập và sinh hoạt tập trung sẽ khiến cho quá trình rèn luyện ba sứ mệnh không được phát triển toàn diện. Rèn luyện phần tâm, sinh viên được học cách suy nghĩ tích cực, ứng xử phù hợp trong từng hoàn cảnh và trung thực với bản thân. Mỗi học viên sẽ được cung cấp 6 bộ đồng phục để phục vụ cho việc học tập và rèn luyện tại trường. Ngoài việc học tập, sinh viên được tham dự các chương trình ngoại khóa, các cuộc thi sự kiện gọi vốn Startup Sinh viên CEO Việt Nam trí tuệ và mạnh mẽ, sự kiện Ngày hội Việc làm CEO Việt Nam, giải văn nghệ Sinh viên CEO Việt Nam đẹp và trí tuệ, rèn luyện phần tuệ. Sinh viên được làm việc và học tập với 2 chương trình. Chương trình 1, học cao đẳng của Trường Kinh tế Công nghiệp Hà Nội với những kiến thức căn bản về ngành kinh doanh, nhân sự, tài chính và du lịch. Chương trình 2, học chương trình thực tiễn cùng đội ngũ giảng viên là các doanh nhân đang làm kinh doanh thực tiễn, đã tốt nghiệp CEO Master tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, kết hợp với việc học chương trình tiếng Anh thương mại. Cô đào tạo từng năm với sinh viên trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Hoàn thành năm 1, sinh viên tạo dựng được thói quen sinh hoạt của một người thành công. Sinh viên xây dựng được kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Sinh viên được trang bị kiến thức kinh doanh và quản trị thực tế. Năm thứ 2, ban ngày, đối với chuyên ngành quản trị kinh doanh Business One, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, sinh viên được bố trí thực tập tại doanh nghiệp do CEO Việt Nam Holding trực tiếp giới thiệu. Đối với chuyên ngành quản trị kinh doanh Business Boss, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, sinh viên khởi nghiệp được gọi vốn và hỗ trợ khởi nghiệp bởi CEO Việt Nam Holding. Buổi tối, sinh viên tiếp tục học chương trình hệ cao đẳng chính quy. Năm thứ 3, ban ngày, sinh viên được làm việc tại các doanh nghiệp với mức thu nhập theo năng lực từ 5 triệu đồng trên tháng, cam kết thực hiện qua hợp đồng đào tạo. Năm thứ 4, sinh viên tốt nghiệp và tiếp tục đi làm hoặc học liên thông lên đại học nếu có nhu cầu. Các bước để trở thành tân sinh viên của Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam. Bước 1, đăng ký nhận tài liệu và đề thi vòng 1, thi online. Bước 2, phỏng vấn trực tiếp kiểm tra tố chất nghề nghiệp cùng phụ huynh. Bước 3, ký hợp đồng đào tạo. Bước 4, thí sinh nhập học và trở thành sinh viên của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam.